vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè các gia đình thường tổ chức những chuyến du lịch biển để tắm biển và thưởng thức nhiều món ăn ngon từ hải sản. Hải sản rất nhiều dinh dưỡng nhưng cũng ẩn chứa một số nguy cơ đối với sức khỏe, khiến không ít người bị ngộ độc, dị ứng nặng, thậm chí tử vong sau khi ăn hải sản. Để đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh, khi ăn hải sản nên chú ý những nguyên tắc dưới đây. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Không nên luộc hấp hải sản đông lạnh. Nên hạn chế luộc hay hấp những loại hải sản trữ quá lâu trên ngăn đá. Nó thích hợp để xào chiên hơn, bởi sau thời gian cất trữ, vi khuẩn dần hình thành, protein mất đi nhiều, hương vị không còn. Ngoài ra, cần làm sạch và tan mùi tanh thường có của hải sản bằng hành tỏi, xả ớt. Khi ăn hải sản, nên chế biến và ăn càng sớm càng tốt và ở nhiệt độ cao sẽ an toàn cho sức khỏe hơn, ăn lúc còn nóng thì nhiều dinh dưỡng hơn để nguội. Không ăn hải sản đã chết hoặc chế biến từ lâu. Hải sản nói chung là các loại thực phẩm nguồn gốc từ động vật rất giàu chất đạm protein. Khi bị chết hoặc bảo quản ở nhiệt độ thông thường, chúng nhanh chóng bị các vi khuẩn xâm nhập và phát triển nên dễ gây bệnh. Với một số loại hải sản như cá ngừ, cá thu, vi khuẩn thậm chí biến thịt của cá thành chất độc. Trừ một loại axit amin là histidine trong thịt cá thành chất độc histamin gây ngộ độc, đỏ da, nóng bừng, chống ngực, đau đầu, khó thở. Vì vậy khi ăn, bạn hãy chọn hải sản tươi sống để đem lại giá trị dinh dưỡng cao. Không nên ăn hải sản sống. Nhiều người thích ăn hải sản sống, các món sushi, gỏi cá sống, hàu sống. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, khuẩn mang bệnh từ các món này. Trong hải sản có chứa nhiều vi khuẩn như Vibrio, Baraha, Ebolicus, Lufuke. Đây là các loại vi khuẩn có khả năng chịu nhiệt khá tốt. Các loại vi khuẩn này sẽ không chết nếu hải sản không được nấu chín. Khi ăn phải hải sản sống thì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, gây nên tình trạng ho ra máu và co giật. Không nên ăn trái cây và uống trà sau khi ăn hải sản. Sau bữa ăn, nhiều gia đình thường có thói quen uống trà và ăn trái cây. Thực tế cho thấy điều này không tốt bởi vì lượng axit tannic có trong trà khi kết hợp với lượng canxi có trong hải sản cũng sẽ tạo thành canxi không hòa tan, gây kích ứng lên hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, nó cũng gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và hiện tượng kết sỏi dẫn đến sỏi thận. Tốt nhất, sau khi ăn hải sản 2 tiếng trở lên, hãy uống trà và ăn trái cây. Những ai nên hạn chế ăn hải sản? Phụ nữ mang thai và đang cho con bú, thường xuyên ăn đồ hải sản sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển hệ thống thần kinh của thai nhi hoặc của trẻ nhỏ. Đặc biệt, có những triệu chứng phải đến khi trẻ 7-14 tuổi mới xuất hiện. Vì thế, theo khuyến cáo của các chuyên gia, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên hạn chế ăn đồ hải sản, tốt nhất mỗi tuần chỉ nên ăn 1-2 lần, mỗi lần dưới 100 gram. Những người bị bệnh gút hay viêm khớp, các món ăn từ hải sản cũng là những thực đơn kiêng kỵ đối với những người bị bệnh gút. Đây là căn bệnh được mệnh danh là bệnh nhà giàu do chế độ ăn nhiều thịt hải sản và uống rượu bia làm tăng axit uric trong máu. Nếu không tiết chế kịp thời thì đến một lúc nào đó bệnh nhân sẽ rất đau đớn khó khăn khi vận động. Những người bị dị ứng da, hải sản là nhóm thức ăn gây dị ứng nhiều nhất trong số các trường hợp bị dị ứng trong khi ăn uống. Chất gây dị ứng có trong đồ biển khi vào cơ thể sẽ gây ra phản ứng quá mẫn cảm. Biểu hiện của dị ứng rất đa dạng và thường xuyên xảy ra rất nhanh, thường chỉ sau ăn vài giờ, có người chỉ vài phút. Nhẹ thì nổi mề đay từng vùng hoặc khắp người, ngứa ngáy, nôn nao khó chịu. Nặng thì ngoài nổi ban và ngứa còn phù nề mặt, nôn, đau quặn bụng, có cảm giác nóng rát vùng thượng vị, tiêu chảy khó thở. Cũng có trong trường hợp nguy kịch, người bệnh có phản ứng kiểu phản vệ dẫn đến tử vong. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, xin đưa ra một số thói quen xấu mà những người làm văn phòng thường hay mắc phải, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.